ok nếu như mà trường hợp chúng ta bị lỗi cái phần uh, gọi là cái phần chữ này đây nó là toàn tiếng trung quốc đấy thì nó bị tình trạng là khi chúng ta đang sử dụng cái app lắc ở trong giao diện tiếng việt nhé người thấy đây mình đang sử dụng giao diện tiếng việt này thì cách fit lỗi thì nó sẽ có hai cách một là mình sẽ chuyển cái ngôn ngữ này từ tiếng việt về tiếng anh nhé đây thì mình sẽ chuyển về tiếng anh và mình khởi động lại app là nó sẽ ok thôi rồi đợi chút để nó chuyển về tiếng anh cho mình Ok, thì đây, bây giờ là nó sẽ được rồi này. Đấy, nó sẽ chuyển hết sang mình sang tiếng Anh. Và cái này nó nếu mà nó tên là tiếng Việt đi thì nó sẽ chuyển sang tiếng Việt cho mình nhá. Rồi, cái thứ hai, à, nhược điểm của cái cách này thì mọi cái giao diện ở đây nó sẽ thành tiếng Anh hết cho mình. Đây, sẽ thành tiếng Anh hết. Thì đấy là nói chung là tùy mình thôi. Còn ở đây mình có thể sửa lại nhá. Thì mình sẽ vào trong cái approval ở trong cái giao diện admin này. Đấy, ví dụ như mình bị cái phiếu nào ấy, thì thường là nếu mà bị thì bị hết thôi. Do cái này là Lắc ở phiên bản 7 chấm là nó mới update tính năng cho nên là nó bị lỗi cái phần đấy. Còn ngày xưa thì nó vẫn bình thường. Ví dụ ở đây nhá. Mình sẽ vào phần uh, phiếu này. Mình sẽ chỉnh lại cái ngôn ngữ của nó. Đây. Create multi-language này. Thường thì mình sử dụng tiếng Việt thì mình để hết tiếng Việt luôn. Mình chọn edit nhá. Rồi mình copy paste hết mấy cái này thôi. Chắc là lỗi là do tiếng Trung Quốc này nó hiển thị như vậy. Đây chỗ này mình chỉ cần copy sao Đây. Đây. Rồi, chắc là mình nghĩ chỉ cần mấy cái này thôi. Rồi, đây nữa. Đấy, tương tự như vậy đối với mấy cái này nhá Mình chỉ cần copy mình dán sang là được. Rồi, chỗ này mình lưu lại. Lưu lại. Ok, tiếng Trung Quốc này. Bây giờ mình sẽ chuyển lại cái giao diện tiếng Việt nhá Và setting này. Rồi, chuyển này sang tiếng Việt. Ok, restart lại cái này là mình đang chuyển mỗi cái phiếu chi đâu vì ở đây là cái ngôn ngữ của mình là phiếu chi mà đây mình sẽ vào lại cái này đi ở đó cái phiếu chi đây là phiếu mua hàng này số tiền xem là chỗ này Hình như chỗ này là tiếng nhật bản à phiếu chi tiền chắc là mình sửa nốt cái này đi chữ chi này nó đã cho mình sửa nhé rồi ok đây bây giờ chắc mình sẽ vào đây mình tạo một cái phiếu mới đi ở provo này cũng là cái phiếu đấy thôi đây phiếu Chi này ok đây đợi chút để để nó duyệt nhá duyệt thì nó sẽ nhảy tin nhắn lại cho mình ok thì đây cái phiếu của mình nó vừa được uh, ấy này đấy vậy là được vậy là cái gọi là cái chữ trung quốc đấy vừa nãy thì ok chấp nhận là nó hiểu lầm đi thì mình có thể đổ được sang tiếng việt nha đây thì mình đã dùng ra tiếng việt này thì chỗ này nó sẽ thay vì hiển thị tiếng trung quốc thì nó sẽ để là tiếng việt cho chúng ta vì chúng ta đã chúng ta đã sửa đổi ở đây rồi đấy ok thì nếu như mà các bạn bị thì các bạn vào đây sửa nhá hoặc là đổi sang dạng tiếng anh ok